So với cho ao một tí là đã về rồi. Ở Gaba này Mà em ở đâu? ao thì cũng vẫn Em ở thấy đâu? khỏe Em ở đâu? mà. Em ở đâu? Em gặp ba này. Ở Gaba Ê đi. con mùi 2 tầng hay sao ấy chị ạ. Nhà Để hai em tầng ngồi à? đấy. Có dấu tài nhà hai tầng. Nó như 2 tầng thật, nó như 2 tầng thật. Chị mọc đằng kia đi, mọc đằng kia Tường đi. rào mà. Ồ mù Đúng thật. đúng đúng. Ồ nghe chuẩn dữ vậy. Chị đuổi Rồi nó rồi lên. chị lên nghe chuẩn dữ vậy. Nó leo cửa sổ nha. Chuẩn bị leo này. Không leo không leo đi xuống rồi, không leo không leo không leo lại đi xuống rồi. Nó biết mà, nó biết đấy, nó biết. Chị đuổi nhá, em gì không biết đâu ngoài này. Ừ rồi rồi chị đuổi ra được. Chín chín nước rồi mà. Nó không cover thì Ồ đi cái đường lạ thật. nó đang đâu ấy. Mẹ xong máy rồi, bắt đầu cũng xong. Xong mà xong một máy thôi mà. Nó đang đâu ấy. Chị đang ở ga 3. Đã gì nó đang đấy Dí rồi. được, dí được, dí được, dí được. Xong một máy thôi mà ba đã giải Nóng trừ lắm, nhanh mày nóng luôn. lắm. Ủa em đi gì nước khác đi chứ em sao lên chi nữa. Em không gặp được người. Master kìa. Master trong vùng nước của chị kìa. Không thấy luôn á. Ngu trang mà lại đi chơi kiểu này thì lấy đâu ra mà giải được. Em sao được đâu thì em nói chị một tiếng. Ra hai hai thằng bắt cờ luôn. Em dí đi. Chị về cam khi nào chị gọi thì về hay thì về không thôi. Ô giải máy nhanh nữa trời. Có vòng xa kìa, có vòng xa kìa em ơi. Đợi nó ra rồi phá. Bắt tờ này, bắt tờ này, bắt tờ này, bắt tờ này, bắt tờ này. Em đẹp lịch luôn. Không cứu à? Có mình làm sao mà nó dám cứu. À đánh hai phát. Buông dù đi đi chị treo cho. À cứ từ từ chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết liền chết liền. Mười hai giờ như cái đô thần. Để đi phá quả bóng đã. Chị luôn, chị luôn, chơi chị luôn, nói Rồi đây rồi này. biết rồi biết rồi biết rồi. Ở đâu ở đâu ở đâu ở đâu. Đây 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 đây. Làm sao được, Aero khó chịu Rồi. với cái chuông của con Vu Trang lắm. Ừ. Treo luôn đi, treo luôn đi. Dí chết, Cái dí chuông cam chết hai thằng Master nhá. của con Vu Trang khó Treo chịu gần nhau để cam ấy. rồi. Có máy, có máy kìa. Em Không có cứ thức bung đọc rủi đấy. ra máy đi. Có dấu tay này. Bason đi cứu này. Lắp chuông nha, lắp chuông đợi chị về. Không cứu luôn hả? Nào nổi ghế đâu chị ạ. Đã bị cam xa đây được lâu rồi được ghế. Thế thì còn cái nịt rồi. Thôi về can thằng kia, về can thằng kia. Ôi! Ui Ôi má, nó cứu nhắm được súng không kìa. là việc nhắm súng. Ba được cứu chị ạ. Rồi chết luôn. Ủa thằng này còn nóng à? Thì còn mà đã hết đâu. Đập máy đâu mà. Mày đánh hụt là mày đi rồi đấy. Ừ. Không nhà được bóng đâu mày. Dẫm nè. Dẫm nè. Dẫm trước mặt tao luôn. Tức đó. Em thích lắm. Cái rô nghe đi đâu đấy. Em không biết thì gì đâu. nhầm nhầm. Em biết là em không biết gì đâu. Có đưa cứu.
đưa chị ấy đi em cam máy nhé, chị cam về em cam máy đi, cam máy đi chị, cam người. Ủa có đông bút nổi lên à? Ôi giời ơi, đứng canh cứu không được, nổ chết à. Ta nói nó vui. Ủa? Có máy đây, có máy nào nữa ta? Máy nào nữa vậy? Máy dư đó. Không sao, không sao. Đưa thư cậu bên này, đưa thư cậu bên này. Thấy đưa thư rồi. Em gì đứa nào em gì đi. À đó đó đó, em gì đi. Xà beng. Thầm ở đâu? Đi theo đưa thư được. À thôi để em theo thôi. Theo đi, theo đi, theo đi. Em soi một. Em soi được đứa nào ở đâu đây? Em soi được đứa nào ở đâu? Soi được hoàng bệnh nhân ở kia. Em đưa đâu đi, em đưa đi, chị coi cái hầm ở đâu. Hầm ở cầu hoặc là hầm ở nhà 2 tầng rồi. Hầm nhà 2 tầng em ơi, hầm nhà 2 tầng em ơi. Trông. Hồi mẹ của. Chủ tế bị cả bu kìa. Để con nghe lại, đèn pin, chúng mày bị điên à. Kệ nó, sao đâu. Đèn pin anh bắt được người. Em cứ dí đi, chị đừng đuổi chủ tế này rồi. Cô đỡ về em bảo em nhá, còn tên Lê á. Có, chủ tế cứu được hai đứa này. Ôi. Nó vừa bay tại chỗ đấy à? Kia mà. Nó chưa mở được hầm mà. Mà cổng này mở rồi chị ạ. Nhưng mà chị đang bắt được con chủ tế, còn một thằng ấy thôi. Còn một thằng cổng kia. Bên kia, bên kia, cổng ga 4 ý. Thằng Postman ở cổng ga 4 ý. Nó có mở cổng đâu? Không. Đó, mở cổng mà. À, em qua ga 4 nó còn chưa mở. Ờ thì lên đây ga 1 có người, ga 1 có dấu tay. À, nó ra đến cổng rồi. Rồi, thật có hai đứa. Lừa. Ai biết được, chị đuổi nó thì lúc nó đang ở đây thì tưởng nó mở cổng ga 4 chứ. Nhưng còn có hai đứa thoát thôi mà. Sao mẹ ơi, tôi còn thức một thuốc. Cái bước là thì đấy là gặp điệu nên mới được ban. Còn bây giờ được ban một thôi này. Chị là cái gì? Chị đang hổ mà, chị chưa lên Manti. À. Ôi trời ơi, đừng. À. Mà làm hết thời rồi. Mà đang hết thời rồi còn ban chi ạ? À? Cha hiu. À, hết thời phải ban chứ. Hết thời rồi còn ban. Thì để vừa lòng thiên hạ. Hôm nay không phải là ngày chứ không thì mình đi ra nhỉ. Tốt nhất từ bây giờ né đi ra nhỉ. Trời mưa. Thôi ông ơi, mấy bữa này bảo tốt nhất là ông hay làm như tôi đi, xóa game. Bắt chị ra đi hunter. Đúng vậy, chúng ta hãy làm người và bắt chị ra đi hunter đi. Em ngồi hỏng. Mình chị ra chơi đi, em sẽ ngồi em hóng. Bây giờ em quá chán, chả có gì làm đâu. Trời ơi, nó ban rồi, tùy. Nó ban sạch à. Em quên mất chị nói chuyện với chị là chị Kem hay Rú rồi. Rú nha em, Kem nó chơi với Cairo hay sao á. Hoặc là nó đi solo. Khi mà thằng Cairo hôm nay dở trứng. Em nhớ hình như Rú bằng tuổi em. Nhớ lắm vậy. Ông Diêu giữa fan 2k4. À, vậy là bằng à. Chắc hay bị nhầm Rú với cả Rú. Trời ơi. Ừ. Nói chung là nhiều người tên Rú với Rú lắm. Kiểu tên phổ biến không. Vừa rồi tôi cũng mới biết thêm bạn nữa, cũng có biệt danh là Ru luôn. Ui giời ơi. Ui giời ơi, dám sờ cái anh đó. Đâu qua vậy? Ê, có cái gì nữa kìa. À khoan. Cái đó là ghép mộ. Rồi bạn ghép mộ bài làm. Ủa?
Ê con gác mộ giống như kiểu defeat skill quá trời. Pha đó chị ra anh đánh lên skill á. Trời ơi. Tự hủy cực mạnh. Đủ nó defeat skill. Tự hủy cực mạnh. Ê sắp có một liên mà chị. Tự hủy cực mạnh. Mấy đồ mày đi thẳng được mà. Ủa không có hầm gì trời. Má mô Phật nhìn kìa năm máy. Nó tự hủy chứ ai làm gì nó đâu. Cái kiếp bờ với cả tâm lý khóc hét. Trời. Nó tự hủy chứ có ai làm gì nữa. Có khu vực này của anh đi. Bỏ xuống. Xuống skill rồi. Ô tranh hồi đòn. Ô thề luôn cái tim này. Spam không kịp lại với con cá. Con cá đánh quá nhanh. Cái chân banter nó delay mà. Không phải nó delay chị, mà cái hitbox con cá ở vậy. Cái tốc độ đánh của con cá nó nhanh. Ủa đái, đái mười liên đâu. Má đái mười liên. Đái mười liên đâu. Các bạn này nhanh tay lẹ bắt đấy nhở. Tính ra chị ra anh chơi đơn giản lắm luôn á. Chị chơi rất là bình thường luôn á, chị chưa làm gì luôn á. Thấy chưa, rõ ràng game đấy cũng phải làm như thế mấy bạn làm hết. Tính tay thì chị đã giải được rồi á. Em bỏ thân ảo đây em chơi mà. Ui, sao tụi này lắm gì vậy? Không hiểu luôn á. Các bạn ấy tự thích rước khó ấy, chứ ai biết được. Chị đã biết là chị đang chưa không làm gì đâu. Chị chưa làm cái gì mà. Khổ thật chứ lại. Thế là lúc đó lại không biết nữa trên YouTube. Lúc đó em cũng đang tưởng chị, em cũng đang nghĩ rằng chị sẽ phá ván tự nhiên ủi gì. Chị có làm cái gì đâu. Má tao nghĩ là ba nó có thể rô này. Người phải trưởng bạn ơi. Trời đánh chết trời. Cho nổ báo. Giờ mới tốc biến nè. Giờ mới xài tốc biến. Má sợ thật chứ. Còn tâm lý chết với tao, tao bị soi nha. Tao nát cả một trận đâu. Nó toang từ đầu. Tại vì nó bọn nó chơi cái kiểu là đi câu mờ. Chạy đâu rồi? Trời ơi, năm nay đi câu mờ. Đồ chưa pallet chết à? Trời ơi. Nước là chết cần gì pallet. Ủa nó ăn combo một đẩy một giáo hả? Ghê vậy. Đúng rồi. Rồi mình hiểu tại sao đi solo mình hay thua. Nhìn cái trận này mình hiểu. Chúng ta còn thanh không ta? Không có. Thì xe ga mình có mặt vậy. Nếu mà chị ra chị bảo chị cũng tên đình. Chị không chơi được một con như con quá. Chị xoay ga. Sao lại đi ngược đường đó nhỉ? Nước chết này, đổ nước chết này, chết bụp. Còn cái đi. Các bạn không mang nhánh 12 giờ hay sao? Đúng rồi. Nghĩ lại những skin này xinh thiệt luôn chứ. Skin nào? Skin chị chơi nè. Skin này skin S mà. Chị thích cái skin của thằng Venter này nè, nhưng mà chị không có. Rồi thằng gác mộ đi cứu, chị bắt hướng nha. Quan tâm đi, cổng sau à? Nếu khi qua chả kịp đó. Trận này chả thắng xử như tốt, thắng rồi. Tóc thì như không trồi lên. Kiểm không kịp. Chết này, nước này nhiều nước lắm. Kịp
cổng sau con tâm lý ở cổng sau, máy đang dùng cổng sau. Chạy rồi. Cái thằng không chị. Ủa chạy đâu ấy nhở? Bây giờ chị đứng chị canh hòng thôi là được. Ủa nó chạy đi, nó chạy cái đường nào nó ta? Lại, nó quay lại nó cứ ghế ta. À đây là con dấu tay này. Không biết ai à? Thằng tướng đó 1 à? Thằng tướng đó 1 à? Đây thấy rồi. Chạy xa thế. Ủa chạy nhanh phết nhỉ? Chạy nhanh phết nhỉ? Chạy nhanh nhở, từ lúc mình treo ghế chạy phát ra từng đội một luôn. Lần trước em cầm lấy tư cầm một con cá có chấp điện, thế là nó từ nghĩa địa nó đi một vòng map quay ngược lại từng đội một để tìm một mình em.